Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với kênh Trở Về TV nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại ngã tư Phùng Hưng, Trần Hưng Đạo ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Đây là một trong những cái địa điểm kinh doanh rất là sầm uất tại khu vực này, cái khu vực người ta thường gọi là chợ lớn nha mọi người nhé. Đây là trong cái vùng bên mà mình đã từng quay cho các bạn xem về cái ngôi chợ sách Cần Lâm. Thì ngôi chợ sách Cần Lâm thì nằm sau lưng mình đây. Đây nha các bạn. Đó, thương xá Đồng Khánh hay người dân ở khu vực chợ lớn này, chợ lớn quận 5 vẫn thường gọi là Xoay Cần Lâm, là một trong những cái chợ vải rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, là chợ vải lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh rất nhiều các loại vải khác nhau nha các bạn nhé. Hôm nay mình tới đây để quay cho các bạn xem cái những cái hình ảnh tại khu vực này, tại vì các bạn đã biết hôm nay đã tới những cái ngày trung tuần tháng 7 rồi, chuẩn bị tới rằm tháng 7 mùa lễ Vu Lan. Thì cái khu vực này nè mọi người nè, sắp tới ngày rằm tháng 7 thì khu vực này các bạn thấy một cái sự náo nhiệt rất là lớn ở đây. Tại vì sau khi người dân ở khu vực này nè các bạn nè, khu vực chợ lớn quận 5 này sau khi cúng rằm tháng 7 các bạn có cái món mà gọi là tung tiền đấy. Đó, mình sẽ chèn những cái hình ảnh về cái người dân ta đi nhập tiền ở đây này. Cái khu vực này là cái địa điểm này nè mọi người, là một trong những cái địa điểm mà tập trung lớn nhất, nhiều nhất sự sôi động như vậy nha mọi người. Mình thì mình không cổ vũ những cái hành động như vậy đâu, nhưng mà đây là theo một cái tập tục rồi, cái tập tục của bà con nơi đây rồi. Khi mà cũng đoàn tháng 7 xong thì người ta thường tỏ tung tiền. Những cái ngôn từ nó không hay lắm thì mình cũng không dám nói đó, để bắt công lại nó không được chia sẻ cái video của mình. Thì bà con người dân ở đây nè, nhất là các bé, các trẻ nhỏ, người lớn cũng có nhưng trẻ nhỏ nhiều mọi người nhé, chạy qua chạy lại những cái khu vực này để nhập tiền của những người ta cúng các bạn. Rồi hôm nay mình tới đây để quay cho các bạn xem những hình ảnh của khu vực Xoái Kinh Lâm, chợ Xoái Kinh Lâm, chợ vải Xoái Kinh Lâm, là cái chợ vải lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đồng thời hôm nay mình cũng muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn một trong những cái địa điểm lịch sử, gọi là địa điểm thôi nha các bạn chứ không gọi là di tích nhé. Đó, một trong những cái địa điểm mà gọi nó có những cái yếu tố nhất định trong lịch sử của miền Nam ngày xưa, chợ đầu Việt Nam Cộng Hòa đấy các bạn. Đó là còn lại con. Đây là con đường Trần Hưng Đạo, mà khu vực này gọi là chợ Xoái Kinh Lâm, chợ vải Xoái Kinh Lâm. Mình đã từng quay cho các bạn xem một cái video về chợ vải Xoái Kinh Lâm. Các bạn đã đi xem nhé, xem lại nhé. Mình đã đi vào trong chợ vải, mình thấy các bạn xem những hình ảnh trong đây rồi. Rất nhiều các loại vải. Đây là một trong những cái địa điểm mà nó phải nói là kinh doanh vải lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo mình nghĩ thì chợ vải Xoái Kinh Lâm này chỉ theo thua mỗi cái chợ vải ngoài Bắc Ninh á. Chợ gì ta? Chợ gì hiệp gì đó ở ngoài Bắc Ninh thôi. Rồi. Mình đang đi trên con đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và xa xa kia các bạn thấy có cái tháp không ạ? Đó là nhà thờ Francisco Xavier. Hai người dân ở đây vẫn thường gọi là nhà thờ cho con. Đây là một trong những địa điểm cuối cùng của anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trú ngụ trước khi bị sát hại vào năm 1963 nha các bạn. Hôm nay mình vừa đi quay lại những hình ảnh của chợ vải Xoái Kinh Lâm. Đồng thời thì tí nữa mình cũng vào trong nhà thờ để quay cho các bạn xem một số những hình ảnh về nơi mà đã gắn liền với lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là nơi mà để lại rất là nhiều các dấu mốc quan trọng. Đó chính là nhà thờ cha ta, nơi mà anh em ông Ngô Đình Diệm trú ngụ trước khi lên xe và bị sát hại trên đường về Dinh Độc Lập nha các bạn nhé. Thì nhiều người ta đã biết, nhất là những người từng sống ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 thì ai cũng biết cái sự tích đó, và rất là nhiều người hiện tại cũng biết, nhưng mà ít ai biết về nhà thờ Cha Tam là ở đâu và hình dạng của nhà thờ Cha Tam như thế nào. Đó, xa xa đó các bạn thấy cuối đường luôn, cuối đường Trần Hưng Đạo nha mọi người, về phía quận 5 đó, xa xa cái tòa tháp này, đó chính là nhà thờ Cha Tam các bạn.
Ok, còn đây là những cái khu vực kinh doanh buôn bán rất là sầm uất tại chợ sách Cần Lâm. Thì chợ sách Cần Lâm ngoài bán vải, bán quần áo thì ngoài này còn bán vải vụn rất là nhiều. Đây các bạn thấy hai bên đường rất là nhiều cái cây vải được bày bán tại đây nha mọi người. Đó, thì sắp tới ngày rằm tháng giêng mình sẽ lên đây mình quay ngày rằm tháng 7 các bạn, ngày rằm tháng 7 xin lỗi các bạn. Mình sẽ lên đây mình quay tất cả mà cái phong tục tập quán của người dân đồng bào người Hoa ở đây nè mọi người. Cúng kiến lễ nghĩa và đặc biệt là những có những cái món cúng tiền đó. Thì các bạn nào muốn xem thì nhớ đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình. Và khi mà đăng ký kênh các bạn nhớ nhấn chuông nha mọi người, mời các bạn nhé. Thì khi có những video mới thì YouTube sẽ tự báo tới mọi người. Và hôm nay lên đây mình cũng quay rất là nhiều các ngôi chợ. Tại vì gọi là chợ lớn thì tập trung rất là nhiều chợ nhỏ ở đây mọi người. Đó, có những cái ngôi chợ bán bao này. Rồi có những ngôi chợ bán đồ nhựa. Đó, rất là nhiều luôn. Mình sẽ quay những cái video lên trên đây để giới thiệu cho các bạn xem cái quang cảnh chung của khu vực chợ lớn là như thế nào. Ok. Rồi đối với những người Hoa đó thì khi sinh sống ở đâu á, người ta có những cái đền thờ về tổ nghề các bạn. Đó có tổ nghề vải, tổ nghề dệt như này nọ và ở đây có đền thờ tổ nghề thợ bạc nha các bạn nhé. Đây là đền thờ tổ nghề thợ bạc, di tích lịch sử văn hóa nằm ở trên đường Chánh Đạo quận 5. Thông thường những cái đền thờ này của người Hoa người ta thành lập để gọi là có nơi mà gọi là dỗ tổ, tổ nghề bạc các bạn, nghề vàng đồng làm vàng, nghề và ngày nay người ta gọi là nghề nghề làm trang sức ấy. Làm vàng làm bạc hết đó. Đây là đền thờ tổ nghề bạc tại đường Chánh Đạo quận 5. Thì vừa rồi chúng ta vừa kết thúc các dãy phố buôn bán quần áo vải vóc tại chợ sách Cần Lâm. Và cụ thể là ở trên đường Chánh Đạo, bây giờ chúng ta đi qua những cái dãy phố khác về buôn bán những cái mặt hàng khác. Ở đây có những bánh kẹo rồi mứt rồi những cái đồ dùng gia đình rất là nhiều mọi người, giống như cái tạp hóa rất là lớn. Ở khu vực này thông thường là bán bánh sỉ không nha mọi người. Ở đây vẫn còn cái tiệm bánh vải. Rồi trước mắt chúng ta đây chính là nhà thờ Francisco Xavier. Mọi người dân ở khu vực này vẫn gọi là nhà thờ Cha Tam đi các bạn này. Nằm ở số 25 Học Lạc, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường này là con đường là kết thúc con đường Chánh Đạo rồi nha các bạn. Còn con đường ngang như thế này nè, ngang đây nè, gọi là đường Học Lạc. Và những hình ảnh này là những hình ảnh nhà thờ Cha Tam. À, đây là một trong những dấu tích lịch sử của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi theo rất là nhiều cái tài liệu lịch sử ghi lại thì năm 1963 cuộc đảo chính của những tướng lĩnh chế độ Việt Nam Cộng Hòa đứng đầu là tướng Dương Văn Minh đó. Thì hai ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã trốn thoát và trú ngụ ở đây nè. Khi mà phe của đại tướng của Dương Văn Minh biết được cái ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu trốn ở đây thì đã cử một đoàn xe tới đây chắc là đậu trên con đường này. Các bạn thấy là đậu trên con đường này nè. Và mời hai ông từ trong nhà thờ Cha Tam bước ra đó, để lên xe và điều xe thiết giáp đi đón tổng thống các bạn ạ. Nhiều tài liệu lịch sử sẽ ghi lại như vậy. Và bây giờ mình đi vào trong nhà thờ Cha Tam để quay một số những hình ảnh ở trong đây cho các bạn xem nhé. Đây là nhà thờ thánh Francisco Xavier, hai người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn thường gọi là nhà thờ Cha Tam. Không biết ở trong đây còn những cái dấu tích lịch sử nào hay không, nhưng mà hồi xưa là tổng thống Ngô Đình Diệm ở đây nha các bạn, ở đây trước khi bị ám sát ạ. Những kiến trúc, công trình kiến trúc này em mình thấy thì có từ rất là lâu đời rồi. Những hình ảnh về cái tòa tháp này, những hình ảnh về nhà thờ và cái dấu tích kiến trúc ở đây cũng là rất là lâu đời rồi. Đó, ở trước cửa nhà thờ thì là tượng Đức Mẹ. Đây có những cái dãy nhà này như là được mới được xây lại, còn cái nguyên bản của nhà thờ thì là lâu rồi.
đó từ thời xa xưa lắm rồi mọi người ạ. Đây, đây là những hình ảnh mình nhà thờ cha Tam nha các bạn. Đó, với rất là nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là người dân đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1963. Đây là một trong những cái sự mà liên quan tới đây thì ai cũng biết nha các bạn. Còn đây là những hình ảnh về sau này năm 2023, mình có thể là rất là nhiều người đã không còn ở thành phố Hồ Chí Minh, đi nước ngoài này nọ, thì mình muốn giới thiệu tới các bạn. Còn chuyện của lịch sử thì để lịch sử kể chuyện nhé. Mình không dám kể, không dám kể các bạn, tại vì không rành thì mình không nên kể làm gì, đúng không mọi người? Rồi, để mình đi vào trong đây để quay lại những hình ảnh về nhà thờ Cha Tam cho các bạn xem. Đây là tượng Đức Mẹ ở trước cửa nhà thờ Cha Tam nhé các bạn. Ở phía sau này, ở bên đây hình như cái chỗ nhà nguyện này. Còn nhà thờ đang tu sửa các bạn ạ, nhà thờ đang tu sửa không vào quay được. Ở trước này có những cái khu vực như mình thấy ở đây còn nhà dân sống nữa các bạn. Wow. Đây vẫn còn những cái nhà người dân ta sống ở trong lòng nhà thờ luôn mọi người. Đây, hay những hộ dân ta sống ở đây này. Đó, phải không ta? Đúng rồi. Còn ở trong này thì là khu vực nhà sứ. Nhà sứ, nhà cha ở thì ở trong đây các bạn. Đây này, đó. Đó, thì đây là những hình ảnh về nhà thờ Cha Tam nha mọi người nha. Nhà thờ Cha Tam thì đang sửa chữa, đang tiến hành sửa chữa ở trong đây các bạn. Vẫn những lối kiến trúc như thế. Mà đặc biệt hơn là mình thấy đây là nhà thờ, chắc là nhà thờ duy nhất có hàng chữ hoa ở đây mọi người. Đó. À, chữ tàu ở trên đấy. Chắc là do sự đóng góp của các người dân ở khu vực này nha mọi người, để xây dựng nhà thờ nên là đây có cái hàng chữ hoa ở đây này. Đó. Nhà thờ Cha Tam thì không được lớn lắm, có khá nhà nhỏ thôi mọi người. Đối với những cái quy mô và những ngôi nhà thờ thì nhà thờ Cha Tam không lớn. Ở đây những cái tượng thờ ở đây đều có chữ hoa hết nha các bạn. Đây các bạn thấy tượng thánh ở đây có chữ hoa ở dưới này này. Đó. Cái dòng chữ hoa. Ok. Chắc là nhiều người lâu lắm rồi không có về Việt Nam, hoặc là các cô chú anh chị lớn tuổi mà từng sống ở Việt Nam đấy, thì chắc lâu lắm rồi không coi lại những hình ảnh về nhà thờ Cha Tam này. Hôm nay nên mình quay lại một số những hình ảnh đây để gửi tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây vẫn cái ảnh về cái bộ cửa này cũng thuộc dạng là lâu lắm rồi các bạn này. Cửa mà xong xong gỗ như thế này này. Đó, ở phía sau này vẫn có những người dân ta ở xung quanh đây này các bạn. Thì Sài Gòn mà nó chật người đông, chỗ nào cắm nhà xây nhà được thì người ta vẫn xây. Đây là bên hông nhà thờ Cha Tam nhé các bạn nha. Đây tượng Đức Mẹ. Cái độc lạ ở đây cái là mình thấy những cái bảng ghi chú ở đây đều có tiếng Hoa nha các bạn. Đó. Ờ, thì bên kia có bản dịch là kính chào Đức Nữ Vương. Kính chào Đức Nữ Vương, bà mẹ xót thương ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lễ cậy trông. Bên kia là bản dịch, bên đây là bản tiếng Hoa. Hay ha. Đây là những hình ảnh về Đức Mẹ. Đó, bên trong nhà thờ thì đang được tu sửa. Cái bộ cửa này cũng cổ kính lắm à. Rồi còn bên đây là những cái nhà, theo mình thấy thì có bán tạp hóa này nọ, thì hình như là những nhà của người dân ta ở các bạn.
Rồi còn cái bên đây là nhà sứ. Mình đi vào trong đây mình quay một số những hình ảnh cho nhà thờ cho ta đang sửa. Đây nhà sứ không biết có được vào hay không. Đây nha các bạn nha. Ok, đây là quang cảnh chung của nhà thờ Cha Tam. Nãy giờ mình đang quay và đã quay cho các bạn xem những hình ảnh về cái ngôi chợ Sát Kinh Lâm và nhà thờ Cha Tam, một trong những cái nhà thờ rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt nó còn nổi tiếng hơn bởi liên quan đến sự ra đi của hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu sau cuộc đảo chính năm 1963 của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái cổng nhà thờ Cha Tam, nên mình thấy là cổng này chắc là cũ lắm rồi. Các bạn có thể tham khảo những cái thông tin về lịch sử ở trên những cái kênh chính thống, hoặc là các bạn tìm hiểu thêm. Chứ những cái sự kiện lịch sử thì nói là mình không rành. Không rành để thuyết minh ở đây các bạn ạ. Mình chỉ biết một vài thông tin và quay lại sợ một số những hình ảnh ở đây cho các bạn xem. Ở ngoài phía ngoài cổng này là có con đường Trần Hưng Đạo và con đường Học Lạc, là một trong những cái khu vực kinh doanh sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và nói chung là tại khu vực chợ lớn nói riêng. Đó, tuy nhiên thì các bạn thấy ở trong đây cực kỳ yên tĩnh luôn nha các bạn nhé. Và đây là những hình ảnh về nhà thờ Cha Tam. Nhà thờ Cha Tam thì đang được sửa chữa nha các bạn, nên mình không vào trong mình quay cho các bạn xem được. Và thực sự là kênh Chợ Việt TV khi quay những công trình tôn giáo các bạn, từ chùa, từ đình, từ nhà thờ, không bao giờ mình quay ở trong chánh điện nha các bạn nhé. Tại vì ở trong đó có những cái hình ảnh tôn nghiêm là một này, những cái gọi là vật mà để những cái đồ vật đó các bạn, để gọi là thờ cúng á. Nên mình giữ sự tôn nghiêm, mình không vào trong mình quay chỉ quay những hình ảnh ở phía ngoài cho các bạn xem về những cái công trình tôn giáo nha mọi người nhé. Xin mọi người thông cảm nha, mong mọi người thông cảm. Đẹp quá. Rồi ok, thì vừa rồi kênh Chợ Việt TV đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn trong những khu phố kinh doanh bậc nhất, sầm uất bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, một trong những ngôi chợ mà gọi là chợ vải lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này. Đó chính là chợ Sát Kinh Lâm. Mà đặc biệt hơn là mình đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh hiện tại của nhà thờ Cha Tam nằm trên đường Học Lạc. Và cuối đường Trần Hưng Đạo tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là một trong những cái ngôi nhà thờ mà có dấu ấn lịch sử rất là lớn trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 1963. Anh em Ngô Đình Diệm, hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã từng ở đây. Đây là địa điểm cuối cùng hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đặt chân đến nha các bạn nhé, trước khi bị ám sát sau cuộc đảo chính của tướng Dương Văn Minh. Còn những cái sự kiện lịch sử như thế nào thì các bạn có thể tham khảo qua những cái kênh khác, hoặc là tham khảo qua những thông tin tư liệu khác. Mình không tiện, mình không rành để nói ra ở đây và thuyết minh ở đây. Mình chỉ quay ở những hình ảnh cho các bạn xem thôi nha. Rồi nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn vui lòng cho kênh Chợ Việt TV xin một cái subscribe, like và chia sẻ video nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ nha các mọi người nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Chợ Việt TV.